Hạnh Nhật Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh lưỡi tài của mình. Mình tên Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị tiếp tục về cái môn bấm độn. Tức là chúng ta đang nói về là cái bát môn thần khóa. Thì khi trước chúng ta đã nói về bát môn thần khóa bài số 6 và sẽ còn bài số 7 và bài số 8. Nhưng mà do cái tài liệu đó nó khó trình bày quá, và hiện tại tôi đang tìm cách để trình bày cho tất cả các vị dễ hiểu. Mà hiện tại thì chưa có cách. Thì hẹn lại các quý vị khoảng mai hoặc mốt thì tôi sẽ tìm được cái cách để trình bày cho tất cả các vị dễ hiểu đó. Thì tôi sẽ làm video lên. Còn hiện tại bây giờ chúng ta vẫn nói về bấm độn, nhưng qua một cái chương mới, đó là Mai Hoa Dịch Số để kèm theo cái bát môn thần khóa. Nhiều khi bát môn thần khóa chúng ta coi nó không có đủ, bây giờ chúng ta phải học thêm là Mai Hoa Dịch Số để chúng ta kèm thêm cho nó đủ số lượng các vị, cho nó đủ về những cái môn bấm độn đó, để khi mà mình bấm bát môn thần khóa, ví dụ như mà ngày không vong giờ không vong, khi mà trúng ngay cái ngày không vong giờ không vong mà có khách nhiều quá, chúng ta không thể dùng bát môn thần khóa chúng ta coi được. Tại vì á là bát môn thần khóa kỵ là không vong đó, cho nên gọi là bị kỵ từng không đó quý vị. Tức là cái ngày từng không, tháng từng không là coi như là mình không thể dùng bát môn thần khóa. Tháng từng không nữa nha, ngày từng không và giờ từng không nữa. Cho nên khi vào những cái tháng từng không đó là nó kỵ nguyên tháng, là bát môn thần khóa sẽ không linh. Thì chúng ta sẽ bắt đầu học qua Mai Hoa Dịch Số. Đó là chúng ta sẽ dùng Mai Hoa Dịch Số để chúng ta coi cho người khác. Thì chúng ta sẽ dùng Mai Hoa Dịch Số chúng ta coi cho khách các quý vị. Chứ chẳng lẽ nguyên cả một cái tháng đó chúng ta nghĩ làm chúng ta không coi à? Thì tháng nào mà tháng từng không thì chúng ta không dùng bát môn thần khóa, chúng ta sẽ dùng Mai Hoa Dịch Số để bù lại. Và nó cũng chẳng có thua kém gì bát môn thần khóa cả. Và những cái ý nghĩa của từng cung của Mai Hoa Dịch Số đều là chung với bát môn thần khóa. Tức là ví dụ chúng ta bấm vào cung khôn thì chúng ta biết rằng là khôn là cử tử, là người mẹ, là hành thổ đó. Thì nó cũng giống như bát môn thần khóa thôi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài nha. Rồi các quý vị nhìn lên bảng. Thì thường á, khi mà ai mới học Mai Hoa Dịch Số á, thì sẽ học rất là nhiều bài và học rất là lâu. Còn khi mà các vị đã học về bát môn thần khóa rồi mà bước qua Mai Hoa Dịch Số á, thì chỉ quẹn chỉ có ba cái vấn đề này để chúng ta chú ý thôi. Đó là cách tính. Thì cách tính của Mai Hoa Dịch Số nó sẽ khác với cách tính của bát môn thần khóa nha. Rồi còn là thể rồi quẻ dụng và quẻ thể nó cũng khác với bát môn thần khóa. Và ngũ hành đó, ngũ hành thì nó sẽ giống bát môn thần khóa. Nếu mà nói về cách tính của bát môn thần khóa thì chúng ta chỉ cần ngày, tháng và giờ. Còn cách tính của Mai Hoa Dịch Số là chúng ta phải lấy luôn là năm tháng ngày giờ, hoặc là có nhiều cách tính lắm. Mai Hoa Dịch Số thì nó đa hàm, cách tính của nó là rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta đi vào đường chúng ta gặp một con số đó, thì chúng ta vẫn có cái để tính. Rồi còn khi mà người khách đó tới hỏi mình một cái câu hỏi, mà câu hỏi đó chúng ta đếm nó là bao nhiêu tiếng bao nhiêu âm, thì chúng ta khi mà đếm nó bao nhiêu tiếng bao nhiêu âm đó thì chúng ta vẫn lấy cái tiếng âm đó mà chúng ta làm ra cái cách tính của Mai Hoa Dịch Số. Cách tính của Mai Hoa Dịch Số là rất là nhiều cách các quý vị đó. Cho nên là khi mà chúng ta dùng Mai Hoa Dịch Số chúng ta coi cho cái số điện thoại của người khác á, cũng được luôn các vị. Tức là số điện thoại của người ta 10 số thì chúng ta sẽ chia ra là thành là một bên 5 số, một bên 5 số. Còn mà nếu mà 11 số thì chúng ta sẽ chia ra là số cái tớp số đầu là 5 số và tớp số sau là 6 số. Đó là để chúng ta tính. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào phép tính nha. Bây giờ nói thì khó hiểu lắm. Bây giờ chúng ta không có công thức rõ ràng, mà chúng ta chỉ là ví dụ để dễ hiểu thôi. Ví dụ ngày 23 tháng 12 năm 2021 tỷ đi, giờ tỷ đã, giờ tỷ. Giờ hỏi công việc là con của tôi á, hoặc là chính tôi là đi thi năm nay có đậu không, đi thi có đậu không, đi thi có đậu không, đi thi có đậu không. Thì chúng ta bắt đầu sẽ dùng cái này 23, chúng ta cộng hết ba con số này lại các vị, chúng ta cộng hết ba con số này lại, tức là năm 2021 là con số 5 này, là lấy 2 cộng 2 cộng 1 là con số 5, 12 là con số 3 các vị, 12 là 1 cộng 2 bằng 3, 23 là 5, vậy là chúng ta có bội số là 535. Giờ chúng ta cộng lại là 5 cộng 5 bằng 10, 10 cộng 3 bằng 13, tức 13 này chúng ta chia cho 8, chia cho 8 nha, chia cho 8 thì nó sẽ dư ra số 5. Đó, nó sẽ dư ra số 5. Khi nó dư ra là con số 5 thì chúng ta sẽ dùng cái công thức này. Các vị học thuộc là càng đòi ly trắng, tốn khảm cắn khôn. Đó, là 8 cái ký tự này là càng đòi ly trắng, tốn khảm cắn khôn. Nếu mà dư con số 5 thì chúng ta nhìn đây, 5 là cung tốn, chúng ta ghi vào. Nhưng mà chúng ta lại ghi bằng ký tự các vị, ký tự cung tốn. Cung tốn là trưởng nữ. Thì nếu mà các vị nào học cái bài này, mà những người trong khóa học nha, những anh chị nào đang trong khóa học mà nếu mà không biết những cái ký tự này, không biết những ký tự này thì các quý vị có thể liên hệ với tôi sẽ gửi một cái video trong khóa học của Phong thủy Bát Trạch. Nó sẽ có những cái bài là nói về những cái dấu hiệu của những cái cung này. Chúng ta phải thuộc lòng những cái dấu hiệu này. Khi mà chúng ta không cần bấm tay nữa, mà khi mà chúng ta tính như thế này bằng trên giấy và ghi những cái ký hiệu này ra ngoài giấy đó, thì những ký tự này chúng ta phải ghi ra giấy để dễ tính nha. Ký tự này là tốn, tốn là trưởng nữ, trưởng nữ là dương ở dưới rồi hai âm ở trên, gọi là trưởng nữ là cung tốn. Rồi chúng ta tiếp tục lấy cái con số vừa rồi này là con số 13 này, con số 13 này chúng ta cộng với giờ tỵ, giờ tỵ là số 6, tý là số 1, sửu là số 2, dần là số 3, mão là số 4, thìn là số 5 và tỵ là số 6 các vị. Đó là 13 cộng cho 6 bằng 19. Giờ lấy 19 chia cho 8. Đó, chia cho 8 thì bằng 2, dư 3. Rồi chúng ta sẽ lấy con số 3 này. Số 3 này nó thuộc về cung ly. Số 3 này thuộc về cung ly nè, càng đòi ly trắng tốn khảm cắn khôn. Số 3 này thuộc về cung ly. Cung ly là thuộc hỏa. Đó, cung ly thì là trung nữ. Đó. Ở trên là quẻ ly, ở dưới là quẻ trắng. Cái số nào mà chúng ta tính ra trước thì chúng ta để dưới. Đó là ngày tháng năm là chúng ta cộng lại với nhau, chúng ta chia ra 8. Rồi dư con số mấy là chúng ta sẽ tính ra được cái cung. Rồi cái cung đó chúng ta để dưới. Và chúng ta vẫn tiếp tục lấy ngày tháng năm đó, chúng ta cộng với giờ. Giờ chúng ta chia cho 8. Rồi ra số dư bằng mấy thì chúng ta sẽ so vô cái bảng kia. Rồi chúng ta sẽ lấy quẻ, chúng ta đẩy lên là cái quẻ trên mình gọi là quẻ thượng, quẻ ở dưới mình gọi là quẻ hạ nha các vị. Quẻ trên gọi là quẻ thượng, ở dưới là gọi là quẻ hạ. Mà quẻ hạ thì viết trước, quẻ thượng thì viết sau. Tức là quẻ hạ thì tính trước, quẻ thượng thì tính sau. Đó. Khi mà có được cái quẻ này chúng ta sẽ đi tìm cái hào biến của nó để chúng ta biết được cái nào dụng và cái nào thởi. Đó. Thì vẫn lấy con số 19 này là số cuối cùng này các vị. Số 19 chia cho 6 các vị, chia cho 6. Tại vì ở đây nó chỉ có 6 hào thôi. Đó, là một quẻ có 3 hào, hai quẻ thì gồm 6 hào. Đó, chia cho 9 thì nó bằng 3, và dư 1. Dư 1 thì chúng ta sẽ lấy con số 1. 1 là chúng ta sẽ đánh dấu chỗ này. Đó, nên nhớ nha. Đếm là mình sẽ đếm ngược từ dưới lên trên là hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 này. Đó. Khi mà quẻ biến là số 1 thì chúng ta đánh dấu đây và chúng ta sẽ quẻ lại cái quẻ này. đó. Giờ còn cái quẻ này á là chúng ta biến luôn, tức là nó đang là dương đó, bây giờ chúng ta biến nó thành âm luôn, là thành quẻ khôn luôn đó, là thành là ba gạch âm luôn đó, là nó ra quẻ khôn. Thì chúng ta sẽ có được là quẻ này quẻ khôn, quẻ này quẻ ly. Còn hồi nãy á, là quẻ này quẻ ly, quẻ này quẻ trắng à. Rồi các vị nếu mà muốn phân tốt xấu ngũ hành của nó là chúng ta biết là quẻ trắng là nó thuộc mộc, quẻ này nó thuộc hỏa, quẻ trên nó thuộc hỏa. Còn quẻ này á, là nó thuộc thổ, quẻ khôn nó thuộc thổ, mà quẻ ly nó thuộc hỏa đó. Còn quẻ dụng và quẻ thởi á, quẻ dụng là như thế nào? Quẻ dụng là bản thân người xem quẻ gọi là quẻ dụng, quẻ thởi là sự việc mình đang muốn xem gọi là quẻ thởi. Trong hào này thì quẻ nào là quẻ thởi các vị? Quẻ cái quẻ ở dưới, quẻ hạ là quẻ thởi, quẻ nào biến là quẻ thởi, nào là quẻ biến là cái quẻ đó tượng trưng cho sự việc mình muốn coi. Còn cái quẻ trên này là không biến, cho nên là cái quẻ này là quẻ dụng. Quẻ dụng của mình á, mình tức là bản thân của mình là hỏa đó, mà được cái quẻ này là mộc xanh hỏa, cho nên cực kỳ tốt. Rồi qua khi nó biến thành, tức là hiện tại là nó hiện tại đây đó, là rất tốt. Khi nó biến là tương lai. Và có một quẻ quá khứ nữa, có một quẻ quá khứ mình gọi là quẻ hổ mà bây giờ mình không có nói về quẻ hổ, sau này mình sẽ nói. Còn bây giờ mình chỉ nói về cái quẻ hiện tại và quẻ tương lai thôi. Quẻ tương lai là bắt đầu là nó biến đổi nè, nó biến đổi là quẻ này, nhưng mà cái quẻ này vẫn là quẻ thởi nha, quẻ dưới vẫn là quẻ thởi. Tại vì khúc đầu là nó đã biến hào một thì quẻ này vẫn là quẻ thởi, và quẻ này vẫn là quẻ dụng. Quẻ dụng là bản thân của người xem quẻ là được hỏa, hỏa mà sanh cho thổ, hỏa sanh cho thổ là tương sanh, tương sanh. Tương sanh thì cái hào này và hào này đều là xanh, cho nên cực kỳ tốt đó. Khúc đầu tốt, khúc sau lại tốt, cho nên quẻ này gọi là quẻ tốt, quẻ đại cát đó. Cho nên khi đi thi sẽ đậu, và đậu kiểu trung bình. Tại sao trung bình? Vừa đủ điểm thôi chứ không có cao. Tại vì á, là mình thấy là mình học tốt này đó, là tức là quẻ mộc nó sanh cho quẻ hỏa của mình này, quẻ thởi nó sanh cho quẻ dụng này, là tốt. Vậy là cái sự học hành của mình rất là tốt. Giờ tương lai là trong kết quả của bài thi này, kết quả của bài thi á, là khiến cho mình hao tổn, mình hao lực đó, là hao khí lực. Tức là hỏa sanh cho thổ, tức là cái mình lại sanh cho cái bài thi đó. Tức là vì bài thi đó, vì học hành mà mình bị kém sức khỏe, mình bị suy nhược đó. Cho nên đó, là cái quẻ này nói, quẻ này tuy là đậu nhưng là đậu không cao, lại liên quan tới cái bụng, tức là xấu về cái bụng đó, là xấu về cái bụng. Cho nên đó là cái quẻ này nói về là coi chừng bị đau ruột, coi chừng bị đau dạ dày hoặc là đau bao tử trong khi đi thi, làm cho cái việc học của mình, làm cho cái việc thi của mình nó yếu điểm hơn, nó yếu điểm hơn bình thường, nhưng vẫn thi đậu. Nên nhớ nha, vẫn thi đậu, chỉ đủ điểm thôi chứ không có đạt được điểm cao, là tại vì lúc đó mình bị đau bụng đó, là như thế. Và bài này gọi là cách tính. Cách tính là chúng ta sử dụng năm tháng ngày giờ. Chúng ta sử dụng năm tháng này để làm quẻ hạ, và năm tháng ngày giờ làm quẻ thượng. Rồi các vị nào không hiểu thì có thể xóa lại video, coi lại cái khúc đầu, cái khúc mà chúng ta nói về những cái này, và cái cách mà chúng ta tìm ra quẻ hạ, quẻ thượng, và cái cách mà chúng ta tìm ra quẻ biến đó. Rồi coi như là video nói về Mai Hoa Dịch Số bài 1 đến đây cũng đã hết rồi. Hạnh Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạnh Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn để sản xuất ra thật nhiều video hay hơn và bổ ích hơn nữa, để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Rồi chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị nha. Chào.